Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá về một nguyên liệu quý trong y học cổ truyền của Việt Nam, đó chính là long nhãn. Long nhãn không chỉ là món đặc sản quen thuộc mà còn có giá trị trong việc bảo vệ sức khỏe và chữa trị nhiều bệnh. Long nhãn, còn được gọi là long nhục hoặc nhãn nhục, là một loại quả thường được sấy khô để bảo quản và tạo thành long nhãn. Với vỏ ngoài thường có màu vàng đậm hoặc nâu sẫm, sau khi sấy khô, long nhãn không dính tay, có vị ngọt và hương thơm nhẹ, đặc trưng riêng. Ngoài việc là một nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực, Long nhãn còn chứa nhiều dưỡng chất và có tác dụng bảo vệ sức khỏe cũng như chữa trị nhiều bệnh khác nhau. Trong y học hiện đại, long nhãn được biết đến với thành phần như gluco, flavonoid protein, tannin, saponin, chất béo. Và có những tác dụng quan trọng như chống lão hóa da và xương, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe tự nhiên, thúc đẩy tuần hoàn máu và bảo vệ tim mạch. Trong y học cổ truyền, long nhãn mang tính ôn và ấm, tác dụng vào tâm và tỳ. Long nhãn có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với các loại dược liệu khác để tạo thành những bài thuốc hỗ trợ chữa trị nhiều chứng bệnh khác nhau. Dưới đây là một số thang thuốc tham khảo sử dụng long nhãn có công dụng điều trị nhất định. Bài thuốc trị tỳ hư, tiêu chảy. Sử dụng để cải thiện công năng vận hóa của tỳ bị hư suy, bụng dạ trướng và khó tiêu. Bài thuốc bao gồm sắc uống hàng ngày từ long nhãn kết hợp với sinh khương. Bài thuốc trị tâm phế, âm hư. Dùng để chữa chức năng phế kém và tân dịch tiêu hao. Bài thuốc bao gồm long nhãn, kỳ tử, yến xào nấu cùng với đường phèn vừa đủ. Bài thuốc trị chứng suy nhược cơ thể Dùng để giải quyết tình trạng suy nhược cơ thể. Trưng đường phèn được kết hợp với long nhãn để nguội, sau đó pha với nước dùng hàng ngày. Bên cạnh đó, còn có những cách sử dụng khác của long nhãn trong đông y. Rượu thuốc long nhãn Rượu thuốc này được làm bằng cách ngâm long nhãn trong rượu trong khoảng 2 đến 3 tháng. Rượu thuốc long nhãn này có tác dụng chữa trị suy nhược thần kinh và tăng cường sinh lý. Cháo hạt sẻ bóc vỏ Cháo này thường được nấu bằng cách hạt xẻ bóc vỏ được đập vụn và nấu chung với long nhãn. Bài thuốc này thích hợp cho những người hay hồi hộp, có nhịp tim rối loạn, đau lưng mỏi gối. Chè dưỡng nhan. Chè này được nấu từ kỳ tử, long nhãn, hồng táo, nhựa đào và tuyết yến. Chè dưỡng nhan giúp làm đẹp da và tăng cường sức kháng. Trà hương liên ẩm. Trà này giúp thanh tâm an thần và hỗ trợ điều trị lợi thủy thấp. Nguyên liệu bao gồm long nhãn, hương liên, chè búp và kim liên nhỏ. Nhớ rằng, Thông tin về việc sử dụng long nhãn trong bất kỳ liệu pháp nào, cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên gia trong lĩnh vực Đông y để đảm bảo rằng nó phù hợp với tình trạng sức khỏe của bạn. Hãy luôn tìm kiếm sự tư vấn chính xác và chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc sử dụng các liệu pháp từ y học cổ truyền. Mọi người hãy thích, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Có thắc mắc, góp ý hay muốn chúng tôi làm về đề tài gì, xin hãy để lại bình luận để chúng tôi được phục vụ. Xin chân thành cảm ơn.